sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 28 tháng 9 năm canh tí, Ni sư Thích Nữ Huệ Liên trụ trì chùa Hồi Phước, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, kết hợp với chính quyền xã Tân Thanh, tổ chức bàn giao tuyến đường nhựa kênh dị dách cả nghị và căn nhà đòi đoàn kết tại ấp 2 xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Tuyến đường nhựa kênh dị dách cả nghị với chiều dài 817,50m, chiều rộng 2,5m, Trước đây là đường đất, mùa mưa thường bị sình lầy gây khó khăn cho bà con qua lại, là mối lo lớn cho các trẻ em đi học mỗi ngày. Đây cũng là tuyến đường duy nhất để bà con địa phương vận chuyển trái cây ra chợ bán. Con đường được láng nhựa như hôm nay là niềm vui rất lớn đối với bà con nơi đây. Kinh phí tu bổ cho con đường này là 184 triệu đồng do chùa Hội Phước vận động tài trợ. Hòa cùng niềm vui trên, buổi sáng cùng ngày, sau khi nghiệm thu và bàn giao xong, tuyến đường nhựa các thành viên trong đoàn đã tiếp tục đến bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1948, ngụ tại tổ 11, ấp 2, xã Tân Thanh. Đến dự buổi lễ, về phía chính quyền có ông Phan Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Thanh, ông Đỗ Trọng Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thanh, bà Đặng Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, bà Lê Thị Phi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bà Đỗ Thị Xuân Mai, Chủ tịch Hội khuyến học xã Tân Thanh. Phía nhà tài trợ có ni sư Thích Nữ Huệ Liên trụ trì chùa Hội Phước, bà Lê Thị Ngọc Tuyền, Lê Thị Quế Anh, thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Thanh Xuân, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã Điện Tân Thanh cùng bà con nhân dân tại địa phương. Bà Lê Thị Phi, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thanh thông qua quyết định cấp nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn theo kế hoạch số 11 trên KHBTT MTTQ Xã Tân Thanh về việc vận động các tổ chức tôn giáo tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2020. Căn nhà được xây dựng với chiều ngang 4,5m, chiều dài 9m, tổng diện tích 40,5m2, cột bằng bê tông cốt thép, mái lập tôn, nền lát gạch men, vách tường quét sơn. Tổng kinh phí 72 triệu đồng. Trong đó, Chùa Hội Phước vận động tài trợ 60 triệu đồng hợp tác xã tiêu thụ điện tài trợ toàn bộ hệ thống điện trị giá 2 triệu đồng, còn 10 triệu đồng do gia đình người thân của bà Nguyễn Thị Lan đóng góp. Dịp này, ni sư Thích Nữ Huệ Liên cùng các nhà tài trợ, quý Phật tử tại địa phương còn gửi tặng thêm những phần quà thiết thực, chúc mừng cho họ bà Nguyễn Thị Lan để gia đình bà tiện nghi hơn trong sinh hoạt thường nhật. Tại buổi trao nhà, đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Lan chân thành cảm ơn chính quyền các cấp, ni sư Thích Nữ Huệ Liên cùng các nhà tài trợ đã tận tình quan tâm chúng ta xây dựng cho hai bà cháu có được ngôi nhà khang trang che nắng che mưa an cư lạc nghiệp đại diện chính quyền ông đỗ trọng thu chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân thanh trao giấy cảm ơn cho ni sư thích nữ huệ liên cùng các nhà hảo tâm đến từ thành phố hồ chí minh là bà lê thị ngọc tuyền và bà lê thị quế anh chúc quý vị luôn vui khỏe để góp phần cùng với chính quyền địa phương và nhân dân xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp